một nhân viên tư vấn bán hàng Mitsubishi phía Bắc cho biết, mức giảm giá sâu cho Outlander chỉ áp dụng cho xe sản xuất 2022. Theo đó, Mitsubishi Outlander Vin 2022 phiên bản CVT giá niêm yết 825 triệu giảm 106 triệu, giá về mốc 719 triệu, còn phiên bản CVT Premium giá 950 triệu giảm 126 triệu, giá về mốc 824 triệu. Đây có thể coi là một trong những đợt giảm giá sâu nhất của mẫu xe này. Không những vậy, khách hàng mua xe còn được thêm một số phụ kiện. Trước đó, hồi đầu tháng 4, Outlander cũng được phía Mitsubishi tung ưu đãi trị giá 67 triệu, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm camera 360 độ chính hãng. Các đại lý ưu đãi thêm 24 triệu, đưa trị giá tổng ưu đãi lên mức 91 triệu. Mitsubishi Outlander thường xuyên xếp cuối về doanh số trong phân khúc. Tính trong 3 tháng đầu 2023, mẫu SUV crossover 5 công 2 chỗ cỡ Trung Nhật Bản chỉ đạt mức tiêu thụ 473 xe, kém xa Mazda CX-5 bán 2.454 xe và Honda CR-V bán 932 xe. Kết quả này đến từ nguyên nhân Mitsubishi Outlander bán tại Việt Nam vẫn thuộc thế hệ thứ 3, trong khi thế hệ thứ 4 đã ra mắt toàn cầu từ năm 2021. Thực chất Mitsubishi Outlander phiên bản 2022 không phải là thế hệ hoàn toàn mới mà chỉ đơn thuần là hãng trang bị thêm một số tính năng mới cho xe ở phương diện trải nghiệm cùng một số hệ thống an toàn chủ động khác trên cả hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Đầu tiên dễ nhận thấy nhất là bộ mâm xe đã được chuyển sang loại thiết kế mới, dù vẫn giữ nguyên kích thước. Tuy nhiên họa tiết mới giúp xe có phần sang, tạo cảm giác to khi so với thế hệ cũ. Ngoài ra các phần ốp cản xung quanh đã được sơn trùng màu, với thân xe thay vì sử dụng tông màu đen và vẫn giữ lại các viền mạ chrome. Thừa hưởng ngôn ngữ Dynamic siêu nhưng thiết kế Mitsubishi Outlander có phần mềm mại mâm hai tông màu, kích thước 18 in. Kích thước dài rộng cao lần lượt 4.695mm, 1.800mm, 1.710mm, chiều dài cơ sở 2.670mm. Xe có 7 chỗ ngồi dạng 5 cộng 2 chỗ giống Honda CRV, trong khi phần các đối thủ còn lại của phân khúc chỉ có 5 chỗ ngồi. Tổng quan bên ngoài không có sự thay đổi quá lớn, ngoài các chi tiết được thay đổi để đồng màu với thân xe. Nhưng bên trong nội thất lại có sự thay đổi rõ rệt đơn cử như ghế trước, sau, tapy cửa được bọc ra với họa tiết kim cương, một số vị trí được ốp carbon. Tuy theo phiên bản sẽ có hệ thống sưởi ghế và đệm tựa lưng chỉnh điện. Tiếp theo là các trang bị dễ thấy bằng mắt thường như màn hình trung tâm mới có kích thước lớn hơn, hỗ trợ kết nối Apple và Android Auto, nhưng trong thời điểm hiện nay khi mua xe sớm sẽ được nâng cấp lên màn hình Android 9 in. Thêm nữa sẽ có thêm gương chiếu hậu dạng hỗ trợ chống chói tự động. Ở lần nâng cấp mới nhất vào tháng 2 năm 2022 Mitsubishi Việt Nam đã ngừng bán phiên bản Outlander 2.4 CVT Premium. Hai phiên bản CVT và CVT Premium hiện tại dùng động cơ 2 lít, sản sinh công suất 145 mã lực và mô men xoắn 196 Nm, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.